4 điểm nóng COVID-19 ở miền Tây, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng ghi nhận nhiều F0 trong cộng đồng mấy ngày qua và đang dồn toàn lực lượng để khống chế dập dịch. An Giang là địa bàn ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh nhất tại các tỉnh miền Tây. 7 ngày qua, tỉnh phát hiện 1.481 ca COVID-19, tăng 170% so với tuần trước. Trong đó, 407 trường hợp trong cộng đồng chiếm 27%, số ca từ các tỉnh thành khác về quê chiếm 20%. Địa phương đã phát hiện 1.034 ca dương tính trong hơn 65.000 người hồi hương trong thời gian qua. Lo nhất là người dân về quê nhưng không khai báo y tế. Tỉnh đang phát huy vai trò của các tổ chức COVID-19 trong cộng đồng, nhanh chóng phát hiện những trường hợp như thế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ông Nguyễn Thanh Bình nói và cho biết địa phương đang lên phương án cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà cùng với tăng cường các trạm y tế lưu động. Trong số địa phương của An Giang, huyện Chợ Mới ghi nhận số ca dương tính SARS-CoV-2 tăng cao. 3 ngày gần đây, huyện phát hiện 236 ca, nâng tổng số trường hợp mắc SARS-CoV-2 ở địa phương lên 948 ca. Địa phương đã phong tỏa nhiều khu vực ca nhiễm, nâng cấp độ dịch từ 2 lên 3 nguy cơ cao, thiết lập khu điều trị F0 không triệu chứng với quy mô 400 giường. Ngoài các ổ dịch tại huyện Chợ Mới, chùm ca lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đã phát hiện 104 F0. Qua truy vết người ra vào bệnh viện ghi nhận thêm 55 ca mắc ở 7 địa phương trong tỉnh. Đến nay, tỉnh An Giang ghi nhận tổng cộng là 9.286 ca COVID-19. Trước diễn biến dịch phức tạp, mới đây An Giang đã vận hành bệnh viện điều trị COVID-19 ở huyện Phú Tân với quy mô 100 giường. Trước đó, tỉnh phê duyệt kinh phí gần 120 tỷ đồng, đầu tư khẩn cấp phòng ICU điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, thành phố Long Xuyên. Tại Sóc Trăng, ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế cho biết, tình hình COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 24 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận 98 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này, 71 trường hợp F1 chuyển thành F0, 7 ca về từ vùng dịch, 20 ca qua xét nghiệm cộng đồng và khu phong tỏa. Từ đợt dịch thứ tư bùng phát tại địa phương ngày 4 tháng 7, Sóc Trăng ghi nhận tổng cộng 4.376 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong số này, 2.152 người khỏi bệnh, 35 ca tử vong. Gần một tháng qua, Sóc Trăng liên tiếp nhận trên 43.000 người về từ Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Từ 30 tháng 9 đến nay, số người mắc COVID-19 tại Sóc Trăng tăng mạnh hơn 3 lần. Ông Khải cho biết, hệ thống y tế của tỉnh có khả năng điều trị hơn 2.000 F0. Tình hình dịch vẫn phức tạp nên địa phương đã xây dựng 5 bệnh viện dã chiến, nâng công suất lên 3.000 F0, đồng thời đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân. Tại thành phố Bạc Liêu, ổ dịch lớn nhất hiện nay tại một công ty thủy sản với 700 lao động ở thị xã Giá Rai, với 131 F0 trong 5 ngày qua, đánh giá ổ dịch này có nguy cơ lây nhiễm cao và lan rộng. Ngành y tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly và điều trị. Ở phạm vi toàn tỉnh, từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 10, địa phương ghi nhận 474 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong số này, 59 ca phát hiện trong cộng đồng tại thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu và các huyện Đông Hải, Phước Long, Hồng Dân. 19 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại các khu cách ly thu dung, điều trị trong đó 5 trường hợp là nhân viên y tế, 40 ca tại các khu phong tỏa huyện Hồng Dân, 36 ca là người về quê hiện nay ở các khu cách ly tập trung. Trước diễn biến F0 bùng phát nhiều nơi, từ ngày 26 tháng 10, tỉnh quy định tại khu vực cấp độ 3, vùng cam, nguy cơ cao, chỉ những người đã tiêm vaccine 1 đến 2 mũi hoặc F0 khỏi bệnh mới được ra đường. Ở vùng cấp độ 4, vùng đỏ, nguy cơ rất cao, người đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc F0 khỏi bệnh mới được ra đường. Chính quyền sẽ thiết lập chốt chặn kiểm soát ở những khu vực này. Hiện Bạc Liêu có 9 trong tổng số 64 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ tại thị xã Giá Rai. Thành phố Bạc Liêu và hai huyện Đông Hải, Phước Long, 4 xã ở thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải và Hồng Dân thuộc vùng cam. Kiên Giang cũng ghi nhận một số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trong thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày khoảng 100 trường hợp, trong đó số ca cộng đồng chiếm 10%. Đến ngày 24 tháng 10, toàn tỉnh phát hiện 7.629 ca COVID-19. Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc cho biết, dịch tăng do một số người về từ vùng dịch không tuân thủ khi cách ly tại nhà. Cùng với việc nâng cao ý thức người dân, Kiên Giang đặt mục tiêu nhanh chóng phủ vaccine khi phát hiện ổ dịch. Ngành y tế khẩn trương khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh. Đến nay, tỉnh đã tiêm vaccine cho 65% tổng số 1,2 triệu người dân trên 18 tuổi. Trong đó, số người tiêm đủ 2 mũi chiếm tỷ lệ 8%. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.